Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với chuyên đề của mẹ Peo. Ngày hôm nay thì mình được bạn có tên là gì? Bạn tên là Long à? Ok, thư tỏ cái tổng gọi là bạn Long đấy, bởi vì có thêm chữ H với cả chữ A nhỏ nhỏ này. Nhưng mà thôi, tôi cứ gọi là bạn Long đi. Bạn Long này có bình luận là ID ở phía dưới cái video của mình ấy, bảo là anh mẹ Peo chưa thử cái map parkour tìm đường của em đi. Đấy, nhìn qua ảnh bìa trông có vẻ cũng khá là đẹp đấy nhở. Ai chả cũng chịu đầu tư làm quả ảnh bìa phết các bạn ơi. Cái này hình như bìa bằng tay các bạn ạ. Map có 4 vạn lượt tải ở này, ai chả cũng được chứ nhở. Cập nhật ngày 26 tháng 1 nhá, cũng không quá cũ đâu các bạn ơi. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm thử cái bản parkour tìm đường của bạn Long này xem chưa như nào bạn ạ. Cũng khá là lâu rồi tôi không chơi parkour kiểu tìm đường ở này. Tức là anh em phải tự tìm đường để có thể là thoát khỏi một cái level khác nhau các bạn nhá. Nó không phải như giống parkour bình thường, anh em cứ theo nhảy thôi. Còn parkour tìm đường các bạn phải vừa đi vừa dò đường, vừa xem đường nào nhảy được các bạn nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký cho kênh ủng hộ mẹ bé bạn nhá. Có quyền để chuyển là tôi thích cái này bạn ơi. Cái này shop đê với à? Bán không ta? À bán cũng bán rẻ với bán súng móc có mỗi 50 đậu bạn ạ. À. Ai chả, khó quá thì các bạn có thể mua súng móc nha. Rồi, cái này nói chung là cũng chỉ là giới thiệu bát thôi bạn ạ, không hướng dẫn gì cả. Ok ok. Level 1 à? Là chỗ đây đây đây. Đây là cái phòng chờ bạn ơi. Chưa phải level 1 bạn ơi. Rồi nha bạn ơi. À, phải tìm đường lên trên này nè. Để coi xem nào bạn ơi. Ở đây có đường nhảy lên này. Chắc chắn là lên trên này rồi bạn ạ. À, có thể là đi sang bên này. Bạn nào thấy khó quá thì có thể là đi cái đường nước ở lên này. Nhưng mà mình nhảy lên trên này cho nhanh. Đó. Ôi ơi, để cho lại lên đường này đấy. Bơi nước lên cũng được các bạn nhá. Ây, nhưng mà bơi nước lên thì hơi khó đấy các bạn ạ. Ui. Ây, tôi nghĩ lại rồi, bơi nước lên cũng hơi căng nha. Bơi nước lên cũng không lên được đâu bạn ạ. Ai chà, cái nước này hóa ra cú lửa. Cái nước này là cũng một cú lửa bạn ạ. Cái này bởi vì là chỗ này vẫn còn một lớp nữa bạn ạ, khó lên lắm. Thôi chúng ta cứ đi kiểu bình thường thôi. Tính tàng hình này. Ở đây có mũi tên này. À, anh em có thể đi theo mũi tên hướng dẫn. À, cũng ok. Hiểu rồi, có mũi tên hướng dẫn đấy bạn ạ. Thật ra cái đường lúc đấy mình đi đường tắt đấy, mình nhảy thẳng qua luôn bạn ơi. Rồi, ok. Qua luôn này, đâu cần đi thêm mũi tên đâu nữa. Cái map này các bạn có thể tự sáng tạo đường nhá, không nhất thiết là phải đi thêm mũi tên đâu bạn ơi. Đó, anh em có thể tự sáng tạo đường bạn ạ, thậm chí ông là pro á, có bám tường lên đây luôn cũng được bạn ạ. Đấy không, chỗ này đều có chặn tàng hình đâu. Đó, anh em thể hiện kỹ năng bám tường qua luôn cũng được các bạn ạ. Nói chung là những cái map kiểu này thì các bạn có thể tự chế cái đường riêng của bản thân, mình thấy cũng khá là hay. Để coi xem đường đâu nữa. Bên nào, bên này đúng không? Khá là xa các bạn ạ. Đây có đường đi nhảy lên này. Mình coi đã, từ khoan đã, mình nhìn bao quát bạn ơi. Có thể sẽ lên trên này. À, mình thấy ở đây có các tinh thể lưu hình này. Vậy là khả năng là sẽ phải nhảy sang bên đấy bạn ơi. Bên này nhảy lên không ta? Lên không nhở? Lên được. Được cho bạn ơi, được nha. Ơi, ở đây không có các tinh thể lưu hình, đúng rồi, phải qua bên này bạn ơi. Đây, sang bên này, xong lên trên này qua đây. Ồ, cũng khá là xa bạn ơi. Anh Kim nhảy cẩn thận nhá. Nhảy rớt là cũng hơi căng bạn ạ. Xong rồi. Ok bạn ơi. Mất cũng nhiều máu phết đấy. Ok. Rồi, mắt này nhìn chung là cũng chơi được nha anh em nhá. Mình thấy là cũng chưa khó lắm đâu bạn ạ. Chỉ làm nói là chưa khó thôi, chứ không làm nói là không khó. Chứ bây giờ bảo là không khó lát nữa khó sấp mặt các bạn ạ. Hiện tại là mình chơi vẫn đang ổn nhá. Nói chung là không khó mà cũng không dễ bạn ạ. Hiện tại chưa khó cũng chưa dễ. Đấy, chơi khá là ok bạn ơi. Cũng có thể là do mình quen chơi mấy cái map tìm đường rồi á, cho nên là mình cũng có thể phán đoán được là đường nào nhảy được, đường nào không nhảy được các bạn ơi. Không, cái này sẽ lên được đâu ta? Cái này không lên được bên này đúng không? À, ok nhá. Khoan. Ủa thì sao nhảy qua nhở? À, các tinh thể lưu hình ở dưới. Ai chà chà hay đấy. Mình cũng không để ý bạn ạ. Hợp lý phết nhở. Được quần nọ bạn ơi. Mắt này quấn đấy. Chơi ok phết bạn ơi, từ nè. Mình có thể nhảy thẳng luôn này. Không đủ đá bạn ạ. Thôi không sao. Ở đây có cái giếng này. Trên này có các tinh thể lưu hình này. Cân nhắc từ đây lên đây là ở đây thêm này nữa là nửa bốc này không nhảy được bạn ơi, không nhảy được nhá. Nếu mà không có cái này ý, thì mình có thể nhảy từ đây lên đây được, nhưng mà có thêm cái này thì khá là khó nhảy bạn ạ. Cho nên chúng ta tìm một cái đường nó khác nó an toàn hơn.
Ở đây mình thấy cầu thang bạn ơi. Ồ, có cầu thang này. Ái chà chà, vậy là nhảy lên trên này à? Nhảy lên trên này. À, thấy 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 rồi, thấy thấy rồi. Đây, nhảy lên cái mái nhà trên này xong rồi đi lên trên này đúng rồi. Xong rồi là nhảy lên trên này. Ok bạn nhá. Rồi, đây đây đây, đây. Mở cái này ra đã. Đó, ca tinh thể lưu hồi này. Nhảy lên trên cái cây bạn ơi, đúng rồi. Ok phết nhờ. Bác này chơi cũng được đó chứ. Hợp lý bạn ạ. À. Mà mỗi một level cũng trang trí theo kiểu khác nhau nhá. Khá là ổn bạn ơi. Đấy. Mỗi một level có một kiểu trang trí phong cách khác nhau. Bạn lại nhìn nó không bị nhàm chán. Từ đã. Ok bạn ơi. Chiến liền. Lưu hồi sinh rồi đã. Để coi nào. Mình nhảy. Đây 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 đây. Thấy 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 rồi nha. À đây. Có các tinh thể lưu huỳnh các bạn ơi. Hiểu rồi, đây. Lên trên đường ở trước này. Đó, xong sang bên này. Mình sẽ nhảy qua đây. Các tinh thể lưu huỳnh mai trên này, xong qua đây. Qua đây, qua đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đấy bạn ạ, chuẩn đấy. Ui, cẩn thận lava nha. Level này là phải nhảy né né lava bạn ạ. Với cả cẩn thận cái cát cứng nóng này. Nó khá là trơn trượt đấy. Nhảy không cẩn thận là dễ bị trượt chân xuống dưới bạn ơi. Là trời, càng đấy. Cứ tưởng là không đủ đá bạn ạ. Ok. Ôi áo cầu thang hết hồn. Làm mình hết hồn, cứ tưởng lao thẳng xuống dưới. À level kim tự tháp bạn ơi. Cái này lên được này. Thử em nào. Lên được đúng không? Ồ được bạn ơi. Ô bên này có cái xương rồng này. Để coi em nào. À đây. Hiểu ở đây, nhảy xuống đây này. Không phải bên này này. Đó, xong rồi lên trên này. Ok. Ý ra, nhảy giữa bạn ấy không sao, vẫn có đường lên này. Đó, đây rồi. Một cát tinh thể lưu hình lên đúng không? Ok nhá, được cái nhờ. Má là chơi khá là quấn đấy. Cái gì vậy? Đứng lên block kim cương để tăng tốc độ chạy. Thôi, cần gì tăng tốc chạy mi. Người chơi có kỹ năng bên ạ. Khó quá thì xài sau nhá. Hiện tại là chưa cần lắm bạn ơi. Ở đây có đường lên này. À từ từ. Mình sẽ đi đường này lên trước này. Ui, bên này không đi được bạn ơi. Bên này bên này bên này bên này bên này bên này. À đây có đường lên này. Chỗ này không lên được. À đây lên 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 đây. Ui từ từ nha. Có thể lên được chỗ này bạn ơi. Ơi cứ vướng cái giếng trời à. Để coi đã. Ôi, cái giếng trời này không biết có lên được không nhỉ? Mình sợ cái giếng trời này nhảy không lên được bạn ạ. Thử lại nhé. Hình như không được, bạn ơi, cái giếng trời để này hình như là không được. Hình như là vậy. Nhảy cái giếng ngoài cũng không được bạn ạ, vậy là không được rồi. Cứ nghĩ cái giếng trời lên được cơ. Không được, không được, không được, chắc không được đâu. Thôi mình đi đường khác vậy. Đường nào ta? Đang tò mò không biết là đi đường nào bạn ơi. À có chạy nhanh này. À ui rồi ôi. Để sang bên này bị. Thì ra là vậy. Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Mà cái này khối băng hơi khó chịu nhỉ. Từ đã. Ok bạn ơi hiểu rồi. Đây bên này nè. À thì ra là vậy. Ơ trong này có cái cầu thang này. Trời ơi. Ủa, nhanh quá lại không quen. Ôi, ôi, ok. Ôi, cái hang đá bạn ạ. Cái hang đá. Cái mê cung à. Ôi, level này nhìn ảo với. Tôi bám tường lên đúng không? Thử đã thử nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi, từ, hình như ở trên có chặn cái gì sao bạn ạ. Lại này. Không chặn nha bạn ơi. Trời ơi. Thế thì một game nó lại hơi bị dễ bạn ạ. Ok liền. Ôi có sao cháy vậy. Ủa. Ôi mình bị gì bắn mất. Ủa cái gì bắn đấy. Ôi có cái gì nó vừa bắn mà. Ôi tự nhiên bị cháy kìa. Ôi có một cái gì đó vừa bắn trúng mèo peo bạn ạ. Mình không để ý nữa. Đang mải nhìn cái đường nhảy. Hình như ở phía dưới có cái gì bắn lên bạn ạ. Ai chà chà. Ảo thêm nhỏ. Hình như ở dưới nó có cái gì á. À
Hóa ra là có con cung thủ lưu hình ở dưới, bảo sao? Tự nhiên thấy bị bắn bắn đó bạn ạ. Ok nha bạn ơi, lên rồi này. Để coi đường nào đây. Đây, trên này đúng không? Bên này. Level này có vẻ nhìn khá dễ nhỉ, nhưng mà không có lưu hồ sinh bận nha. Bây giờ mà nhảy rớt là sẽ nhảy thẳng xuống level bên dưới bạn ạ, phải cẩn thận một chút. Không được chủ quan bạn ơi, đây bên này, bên này, bên này, bên này. Thấy được rồi, thấy được rồi. Ồ, cũng không khó lắm bạn ạ. Ơi, may quá cứ tưởng chặn đầu. Hết hồn, quả chặn đầu hơi căng đấy. Ồ, không phải lưu hồ sinh quá à. Cái này hơi khó nhảy ra ngoài nha. Đó. Cái này các bạn phải ảo thuật không này. Bình thường không vào được không, nhưng mà ảo thuật như nào nhỉ? Đó, hay không, hay không? Bình thường khó vào nhé, bình thường không vào được không? Bình thường không vào nhé, nhưng mà ảo thuật này không vào nhé bạn thân, không hề vào được. Nhìn chung là tôi khó diễn tả lắm. Các bạn phải, nói chung là nhảy nó giống như kiểu nhảy hai block á. Đó, các bạn phải đứng sát và nhảy hai block mới vào được cơ bạn ạ. Nhìn chung là như vậy, đó, tôi cũng không biết diễn tả như nào. Bạn nào mà chơi lâu, chơi quen rồi chắc là biết. Đó, phải nhảy theo kiểu nhảy hai block xong mới thì mới xuyên qua được cái cọc tre này bạn ơi. Nó kiểu kiểu vậy cơ bạn ạ, chui qua. Chui không qua đâu, nhưng mà nhìn này. Thử lại nhé. Không được à? Nên được bạn ơi, được rồi đó. Nó hơi khó một tí bạn ạ. Bạn mà không quen sẽ thấy hơi khó một chút đấy. Mà mình của cũng cái này cũng biết rồi, cũng quen quen rồi cho nên vẫn chơi được bạn. Ok căng vậy. Qua không ta? Cái này chắc ăn gà nhỉ, đúng không? Chắc phải ăn gà mới qua được thôi. Ôi trời ơi, chạy tăng hình. Trời ơi, cú lừa bạn ạ, cú lừa, cú lừa, cú lừa. Cái gì ấy? Sao lại lủng ở lỗ này? Gợi ý nhìn xuống bạn ạ. Ở đây. Tìm chỗ nhảy xuống. Ok ok. Nên có hồ nước thôi. Kêu cắt tinh thể lũ hình mà không đủ đà qua bạn ơi. Đây này. Sao mà qua được? Chắc là nhảy nước bạn ạ. Mình nghĩ vậy. Ui nước một block này sao nhảy được. Thử bên này em nào. Bên này cũng nước một block bạn ơi. Căng nhỉ. Thử ô này bên nào. Ô này cũng thế bạn ạ. Ô thế này nhảy đâu nhỉ? Ai chà chà. Ây. Này sao vào được? Không, hơi khó. Ây. Ây. Ghê chưa, vẫn còn hai báu nha. Bám tường chi thuật bạn ơi. Ảo thuật ra mẹ beo. Tưởng gì. Ông cái nước nào bên nước này à? Ồ đây, ui rồi, ôi mà sao nhảy vào đâm. À có khe, chắc có khe nhảy được bạn ạ, mình nghĩ vậy. Nhưng bà mẹ béo sử dụng tuyệt chiêu bám tường bạn ơi, giảm sát thương nhảy. Xong trong lúc rơi xuống ăn bánh bì hồi máu nữa. Còn hai máu bạn ạ, ui, ngoan thế nhỏ. Ok là nhà bạn ơi, được á. Bắt đầu thấy có tí khó khăn bạn ạ, nhưng mà mẹ béo vẫn kiểm soát được. Thì đây, đường nào đây? Ok ok. Ok bạn ơi, rồi thắng chưa ta? Không biết là thắng chưa bạn ạ, không biết rồi nhỉ. Không biết map này bao nhiêu level các bạn ạ. Mình cũng không rõ là map này bao nhiêu level, nãy giờ chơi cũng được khá khá rồi đấy. Anh em nhỉ. Không rõ là bao nhiêu level nữa bạn ơi, cứ chơi đi. Gì đây? Đi theo block cát nóng. Ok nhá. Nhìn quăng thế nhỏ. Cái này lên được không? Cái này không lên được bạn ơi. Nhưng mà cái này lên được nha. Dễ vậy. Ôi nhưng mà không nhảy được bạn ơi. Không lên được, không lên được, không lên được. Có hai đường ấy. Đường nào nhỉ? Đường này chắc đường cú lừa rồi. Đường này chắc đường cú lừa bạn ạ. Đây chắc đường này đường riêu, đường riêu vậy. Ui không đủ lực bạn ơi. Ảo thế nhờ. Không đủ lực bạn ạ. Sao thế ta. Ui không lên được kìa. Tăng nhỉ. Cái trên này thì không đủ lực lên bạn nhá. Thấy không. Không đủ lực này. Đó. Nên chỉ có bên này thôi bạn ơi. Ông nào biết bám tường thì lên được. À đủ, ok ok đấy.
Ơ thế hai bên này khác nhau à? Ờ, ảo nhỉ. Gợi ý thảm lục và xăm. Chắc là đi theo cái thảm lục bận lại mình nghĩ vậy. Ủa tao để tầm nhìn gì ấy? Ủa ơi, tao để tầm nhìn xa nhất bảo sao thấy lắc lắc. Hóa ra nãy nửa giờ tôi để cái tầm nhìn xa nhất bận ạ. À. Ảo thế nhờ. Ok lên được ngay. Làm sao mà làm khó được mèo peo. Ôi giời ơi. Ok nha. Ôi từ từ á. Lên. Ui, có la vàng. Hết hồn. Ơ chìa khóa ở đâu nhở? Ủa đi ở đây á. Chắc không. Ấy cháy. Ui mì cháy à. Cay thế. Cháy mới cay chứ. Không kịp chui vào nước mà nó không sao. Lại nha. Ô bị lát máu kìa. Ê nãy bị lát kìa. 100 máu màu trắng cái máu bạn ạ. Mà này hay chứ. Mà này chơi khá là quấn nha. Từ lá mình rút kinh nghiệm. Mình cắn mấy mì ở đó. Ô mới khó vào ấy nhở. Cái này hơi khó vào bạn ạ. Từ từ đấy. Cái này hơi khó vào. Chỉ bấm lần nút enter. Cái này hơi khó vào nha. À, không phải. À mình cứ thế đi xuyên qua thôi. Trời ơi. Ok bận nha. Ủa cái gì đấy. Ủa cái level này ở đâu em bận đây. Ủa. Ơ là sao ta. Chưa hiểu lắm. Ủa. Ở đây có lỗi này. Ảo thế nhở. Ơ không lên được à. Ơ. À được rồi này. Ơ không lên được bận ơi. Từ từ có gì không đúng nhở. Đây này. À bên này à. Chắc là nhảy vào đây đúng không. Ồ. À thì ra là vậy. Ảo thế nhờ. Bắt lại quấn ấy. Uầy. Lava các kiểu bận ơi. Ở đây một cái nước này. Một cái thang máy nước này. Ồ. Hàng động. Bắt của chỗ hàng động. Đấy. Mắt này chơi ok đấy. Để cử. Không mà mắt này cũng nhiều người tải bận ạ. Chắc cũng chẳng cần để cử lên mấy vạn người tải rồi. Mình nghĩ chắc cũng chẳng cần để cử đâu. Anh em nhỉ. Để lại bình luận thôi là được rồi. Chắc không cần để cử đâu. Mắt chơi ok phép bận ơi. Được rồi nói chữ. Xịn xò phết. Anh em có thể trải nghiệm thử nữa. Bảo khó thì cũng không hẳn là khó. Bà bảo dễ cũng không hẳn là dễ bạn ạ. Thế bây lạ cơ đấy. Nó không khó mà nó cũng không dễ. Ây dạ chỗ này thì càng nhé. Ok nha. Thôi mẹ ơi. Mèo béo vẫn kiểm soát được. Quần này bị quần này. Ủa vẫn chơi hết cơ à. Vẫn còn bởi đây. Không biết là mắt bao nhiêu level nữa. Hiện tại là không rõ mắt này phải chơi bao nhiêu level. Bạn mới nãy giờ chơi quấn quá. Chơi cũng được gần 20 phút rồi này. Đó. Nãy giờ tôi cũng chơi được gần 20 phút rồi mà không biết là có bao nhiêu level. Giờ này lên kiểu gì đây. Ôi, bình tĩnh. Có cái bụi gai này. Cái này cây này thì không lên được rồi. Cái này thì không biết nữa. Thám tử lên thử nhỉ. Thử đây. Má hai tường đây. Có dây leo lên này. Ở đây có cái gì bạn đã không rõ nữa. Chắc là nhảy sang bên này. Ở đây có cái gì bạn ạ. Cái này cái gì ấy. Cái đường này đường đi đâu bạn ạ. Level này đừng mở lên đây á. Lên đây sao lên được. Chắc phải lên cây này à. Ủa được thế thì chúng ta tức là chúng ta phải leo lên cây này á. Cái cây có được leo không. Đây. Thì ra là vậy. Lên trên cây này. À chắc là trên đỉnh cây này có cái cát tinh thể lưu hình để nhảy sang bên kia bạn ơi. Đúng rồi chắc vậy rồi. Ủa cây này cao phết đấy nha. Đúng rồi bạn ơi. Chuẩn rồi. Đúng rồi chuẩn luôn đấy bạn ạ. Đúng như mẹ bèo dự đoán. Thì ra là vậy. Ui có cả cái này là bụi gai đây. Nó chắc kèo đó. Thôi xong rồi. Cái này không nhảy được nè. À được. Vẫn nhảy được. Ô thắng rồi đấy.
Ai giả cuối cùng cũng thắng bạn ạ, được đấy nhở. Bạn này chơi được đấy. Bạn này tôi đánh giá là chơi khá là ok bạn ạ. Được, đánh giá bạn này là ổn. Không đề cử nữa bình luận nhá, bởi vì map này mình thấy là khá là nhiều người tải rồi, chắc là không cần đề cử nữa đâu bạn ơi. Map chơi rất thú vị đấy, độ khó trung bình đấy. Anh em tải về trải nghiệm thử nhé. Tìm ok bạn ơi, chắc là video xin phép được kết thúc thôi các bạn ạ. Map này chơi khá là cuốn các bạn nhá, anh em có thể tải về chơi thử các bạn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.